Việc đánh giá phân hạng sản phẩm OGOP được tổ chức định kỳ hàng năm và việc bình chọn đánh giá phân hạng sản phẩm OGOP nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng giá trị sử dụng cao, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Từ năm 2020 đến nay, Phú Quốc đã tổ chức thành công 3 cuộc đánh giá sản phẩm và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang công nhận 18 sản phẩm OGOP đạt từ 3 sao trở lên. Tính đến thời điểm hiện nay, Phú Quốc có 18 sản phẩm được Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang công nhận OGOP, trong đó có 6 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao cấp quốc gia, 12 sản phẩm đạt từ 3 đến 4 sao. Để có được kết quả trên, trong thời gian qua, các chủ thể đã có nhiều nỗ lực trong sản xuất kinh doanh sản phẩm. Nếu như trước đây, cơ sở sản xuất chưa quan tâm đầu tư nhiều về cơ sở vật chất, nhà xưởng, việc đóng bao bì, nhãn mác sản phẩm chưa được chú trọng, còn sơ sài, không bắt mắt, thì nay các chủ thể thay đổi hình thức sản xuất, đầu tư, đổi mới sản phẩm nhằm theo kịp với xu hướng thị trường. Trong năm 2021 thì phía cơ sở cũng là năm đầu tiên phía cơ sở tham gia chương trình OGOP và đạt được cái thành quả là 4 sao, là cũng là một điều là đáng là vinh dự. Thì trong những cái thủ tục hành chính về giấy tờ pháp lý thì chúng ta cần phải đáp ứng tất cả những cái tiêu chí mà của chương trình OGOP đề ra. Và ngoài ra, nếu như doanh nghiệp muốn đạt sản phẩm OGOP 4 sao thì điều chắc chắn đầu tiên đó là doanh nghiệp phải áp dụng cái chương trình quản lý chất lượng, đó là ISO và HACCP. Mặc dù các sản phẩm đạt chuẩn OGOP, nhưng không vì thế các chủ thể dừng lại ở đó. Để sản phẩm ngày càng đạt chuẩn cao hơn, chủ thể vẫn đang tiếp tục cải thiện về chất lượng an toàn thực phẩm, tiếp tục sáng tạo để cải tiến, nâng cấp, hoàn thiện, nâng tầm giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường và tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử, nhằm tạo ra sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, nhằm đưa sản phẩm của mình phát triển lên một tầm cao mới. Qua đó thì tôi cũng đã trang bị những kiến thức về những cái cách bước làm, như là giờ hiện tại giờ tôi đang là xin chỉ dẫn cấp mà để code để xuất khẩu, và qua code đó thì an toàn thực phẩm là do dùng sáo xuống kiểm tra, thì lúc tôi lúc nào cũng đạt được cái chất lượng về an toàn thực phẩm của cấp dùng. Trong thời gian qua, công tác triển khai thực hiện chương trình OGOP đã thu hút nhiều cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn tham gia, nhưng vẫn còn ít so với tiềm năng thực tế của thành phố. Tỉnh Kiên Giang và thành phố Phú Quốc tiếp tục tuyên truyền, nỗ lực và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư công nghệ, nâng tầm các sản phẩm. Đối với thành phố Phú Quốc thì rất có tiềm năng về các sản phẩm OGOP gắn với cái du lịch. Thì đối với các chủ thể thì chúng tôi cũng tiếp tục tuyên truyền để cho các chủ thể mạnh dạn đăng ký tham gia cái chương trình này. Thì cơ quan thường trực, cơ quan chuyên môn tham mưu cái chương trình OGOP cho Ủy ban Nhân tỉnh thì chúng tôi sẽ hỗ trợ các chủ thể theo cái hướng dẫn. Các sản phẩm đạt OGOP đáp ứng đủ các điều kiện như sản phẩm là đặc sản, thế mạnh của địa phương, được chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị gia tăng, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Kết quả trên cho thấy, trong thời gian qua, công tác triển khai thực hiện chương trình OGOP đã thu hút nhiều cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn tham gia và xem đây là một trong những nguồn lực quyết định cho sự phát triển kinh tế nông thôn của địa phương. Bởi các sản phẩm OGOP có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, khu vực nông thôn, cũng như góp phần vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.